Xin chào cả các bạn. Lúc nãy có ông anh giao hàng nhầm nhà nên là mình phải ra xem thử thế nào. Đây là mình đã cắt thành phát 1 rồi. Bây giờ phát 2 này. Ok, C không được phát âm trong âm ghép C. SC muscle scissors. Đây cô bảo là ba từ này là hay gặp nhất. Mà mình cũng thấy như vậy. Bởi vì mình ít thấy từ ascent và từ miscellaneous. Cái từ này lần đầu luôn á. Đây này. Miscellaneous. Ascent nữa. Ascent. Muscle. Scissors và fascinate là hay gặp nữa. Này. Các bạn có nhớ không? Bài hát kỳ của Acon không? Icon á. Scenario đúng không? Scenario đúng không? Scenario. Nhưng mà cái kiến ai hát là mình quen rồi, nhưng mà nói chung là stress nó là âm hai chứ không phải scenario, ok? Scenario. Tuy nhiên còn có những trường hợp bất quy tắc, và trường hợp cô đã đánh dấu cho mình đó là từ skeptic. Người hay hoài nghi, chủ nghĩa hoài nghi. Mấy người này cưới về chắc khổ lắm này. Skeptic. Không có vậy. Xe thường không được phát âm khi đứng trước chữ K hoặc Q. Acquaintance. Từ này hiểu quá quen rồi nè. Acquaintance. Acknowledge. Acquit. Chả biết sao khi mà kiểu mình phát âm từ như này acquit đúng không, thì mình sẽ tự nhiên nó giống như huyết sáo vậy đó. Chữ D câm. D không được phát âm trong những từ thông thường sau, như từ handkerchief. Từ này thì quá quen rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Handsome rồi. Sandwich. Chứ ai đọc là sandwich đúng không? Mỏi miệng muốn chết luôn. Wednesday. Mình lại đọc sai rồi. Wednesday. Ok. Nó mất luôn cả nít và từ D luôn mà. Mất luôn. Handkerchief. À, biết không? Cái từ này mình cứ liên tưởng thế nào đến đầu bếp ấy, do nó có từ trip nè. Nhưng mà nó chả liên quan gì. D cũng không được phát âm trước cụm DG như là latch và hatch. Hatch thì này gọi là có một câu idiom đó là on the pens. Đây, mình sẽ viết ra cho mấy bạn xem. On the pens. Đấy, on the pins. On the pins. Hatch nó không liên quan lắm, nhưng mà hand pins nó cũng là cái cổng á, cái hàng rào. Nó bằng từ hatch, theo mình là vậy. Và on the pins idiom thành ngữ của nó nghĩa là ví dụ như mình ở phía trung lập á. Ok. Quy tắc tiếp theo. Cô bảo là quy tắc này thì mấy từ này thì biết rồi, với lại cũng méo giờ học nên thôi. À, tiếp tục. Những từ bất quy tắc mới quan trọng này. Giraffe. Và từ cassette. Mình cứ đọc cassette. Đó, đọc đã rõ whist đọc rồi còn sai. Cassette. Gazelle, ok, gazelle. Next one is chữ G câm. Champagne.
Champagne. Cái này quá quá quen rồi, hồi thi hồi lớp 9 thì mình cũng có học mấy này rồi. Porridge. Không có ok. Porridge. Pen. Không có gì. Không có gì này. Mà ai lại đọc giờ đâu. Đọc thì ra cái giống gì nữa. Cái này pensioner, đúng không? Pen. Align. Design. Chẳng lẽ bây giờ đọc designer. Ừ, chả ra làm sao. Sign. Những từ bất quy tắc. Magnet. 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 Ok. Cái này thì còn tạm chấp nhận được, đúng không? Bởi vì nó nằm, các bạn để ý đi, nó cũng có quy tắc phép đấy chứ. Đấy là từ này nó có hai âm đúng không? Hai stress. Magnet. Đó, magnet. 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 Có hai đúng không? Ma g nut. Ma nut. Ma nut. Ok, hai cái. Vậy là chữ g này ở cuối cái thứ nhất, đúng không? Vậy thì có sao đâu đúng không? Nó cũng đâu có buồn cười giống như từ sai gần n đâu đúng không? Thì magnet, magnet thì nó cũng bình thường. Tiếp là signature, signature. Đó, cái này như vậy. Nó có ba cái. Signature. Đó. Không phải là cái đầu nó ở cái cuối, cái g nó ở cái cuối cái đầu thì nó có làm sao đâu. Cả từ igneous, và từ cognitive, thuộc tâm trí, thuộc cái nhận thức. Thường nếu mà các bạn chuyển qua qua sao ta, qua danh từ của nó là cognition, đó, nó chuyển stress và nó cũng chuyển nghĩa luôn, có nghĩa là tâm trí. Chữ g cầm gh, không được phát âm nếu nó đi theo một từ nguyên âm. Nói thật chứ đi thi thì chả có ông nào nhớ này đâu. Nhưng mà cứ nói vậy để mình kiểu nhớ và như thì nhớ. Như là thought, drowned. Drowned hay hay gặp lắm này. Toàn lừa mấy thanh niên như mình nè. Đấy, drowned, Thru, thớp rờ, mình chết miệng rồi. Mình đã đọc thru. Thru biết rồi, rồi. Mình lại nhầm với lại cái này nè, phải ru này nè. Đó, ru này nè, xuyên qua. Ok. Thấp rồi này hoàn thành bằng từ không nít ly á. Daughter. Nghe như doctor nè. Daughter. Daughter. Đọc kiểu British đó. Light. Light. Cái này không đọc đúng nữa thì mẹ học 2 năm để em cái gì. Rồi chữ hát cầm mấy này nữa ở đây, cái này thì cũng có thể nói được. Choir, cứ đọc là choi đúng không? Trời ơi mình cũng đọc vậy lên. Choir, chorus, à cái này hay gặp trong nghe nhạc đó. Chorus, gustly, bằng disgusting. Cái này thì mình cũng không gặp lắm. Echo, hay gặp nè. Đó, có một bài hát là Echo gì đó, mình không nhớ nữa. Nói chung là ở trên TikTok á. Rồi, từ này thúng lắm này. Rhinoceros. Rhinoceros, ok? Rhinoceros. Cho thầy hát vô là cái mẹ gì đúng không? Lừa tình nữa chứ. Có hà mã đó, còn mình tưởng con tê giác nữa. Rhinoceros. Rhythm, không nói rồi. Rhythm thì gặp quá nhiều. Hát nghe, hát hò các thứ. Này lừa trẻ con, bỏ bỏ mực cần nâu là khinh luôn đó. Khỏi khỏi thi đại học luôn rồi. Rồi tiếp luôn. Jock chat. Mấy này không trúng đâu. Rồi, cái này thì chỉ cần nhớ psychologist hoặc là mình có thể nhớ quy tắc luôn cái gì đâu, đúng không? Ví dụ hai, nói chung là hai cái từ đi với nhau, PS. PS nè. Rồi hai cái từ mà phụ âm đi với nhau ấy thì ví dụ là
mình nghĩ người bản xứ cũng có lý phải đấy chứ. Ví dụ hai người âm đi với nhau rồi đọc kiểu méo gì đúng không, thì đọc cái từ đầu thôi đó. Rồi tiếp tục, đó là qua đây đâu rồi ta, chữ S cầm à, một ví dụ kinh điển này, island. Thôi không thể tin được, ngày xưa mình cứ Iceland kiểu chữ S rõ ràng đấy đúng không, nhưng mà cứ Iceland. Nhưng thực chất là island. Không biết là ông nào chế ra này má kiểu S, kiểu S có S rồi thì Iceland đi có sao đâu đúng không. Island ý, làm bao nhiêu người cho vô thi này. Island. Rồi Castle. Thì cái này hai phụ âm đi với nhau thôi, chọn một cái. Ba phụ âm đi với nhau thôi, thì chọn một cái đúng không. Christmas. Thì Castle với Cattle, cái nào hay hơn, cái nào wisdom hơn. Cái này là Castle, Christmas hay là Christmas. Nó Christmas á, Passant. Thường thì cái này là mình để ý là từ bốn cái từ đầu này. Đó là đầu S trước từ T này đó. Often, whisper. Cái này thì sóc phần thôi đâu. Rồi. Word này, Sword. Thanh kiếm này, Sword Art Online đúng không? Hay đọc vậy. Sword Art Online cái anime ấy, chuyển thể thành, có chuyển thể thành light novel nữa. Có từ Sword đằng sau ấy, thì nếu mà gặp từ Sword Art Online gì đó thì nhớ đọc là Sword Art Online. Nó cho wisdom kiểu thể hiện mình. Bố mày biết nguyên phụ kiểu, bố mày biết phát âm nào ấy, bố mày biết phát âm nào ấy. Đấy, như mấy đứa sword mất hết mẹ kiếm sang đấy. Rồi sword đó, tiếp tục để cho bài tập này có mấy từ mình sai đúng hết. Có mấy cái chỗ mình sai, thứ nhất là chỗ nào đúng kiểu là tình luôn. Floor, hai cái này nhìn giống nhau đúng không? Nhưng phát âm khác nhau này. Cái này bạn để ý này, có thừa chữ E này. Thừa chữ E này. Còn cái này không có chữ E. Thì cái này đọc là, đây, đọc là close. Và cái này đọc là clothed. Mà clothed, the thì phải như thế nào? Z, đúng không? Does. Còn clothed. Đó là chữ đây này, o ở giữa đúng không? Thus. Ok, tiếp tục. Next one is cái này thì mình làm đúng mà, cô chỉ bảo chú ý mình tiếp vô thôi. Tiếp tục, đó là cái này em thốn này. Determined à, để mình chuyển thành bát ba cho nó dễ.